Hưng Yên kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình Y học cổ truyền với Đông y sĩ Cảnh Thiên. Kính thưa quý vị, chúng ta thường nghe đến một loại cây mà nhiều người cho rằng vừa tốt cho sức khỏe rồi mà còn có tác dụng chữa bệnh hữu hiệu một số căn bệnh, mà thậm chí là một số căn bệnh rất nguy hiểm, kính thưa quý vị. Đó là cây nha đam mà chúng ta còn có tên gọi là aloe vera. Và hôm nay, Đông y sĩ Cảnh Thiên sẽ chia sẻ với quý vị chương trình về cái đặc điểm của cây này trong một chuỗi những chương trình về dinh dưỡng học sẽ cống hiến cho quý vị từ nay trong thời gian sắp tới. Thì trước hết xin chào thầy. Cảm ơn. Và xin thầy cho biết rằng là danh tánh cũng như là lịch sử nguồn gốc cây aloe vera hay chúng ta gọi là cây nha đam có từ đâu mà làm rùm beng lên trong cộng đồng chúng ta rất là tin tưởng và yêu thích cái món cây này trong vấn đề bảo vệ sức khỏe, thưa thầy? Dạ vâng. Cây nha đam còn gọi có tên là cây lô hội, hay là cây lông tu, hay là cây tượng đảm, hay là cây du thông, tiếng Anh gọi là aloe vera. Người Việt Nam thường dùng cây nha đam để nấu chè ăn cho mát, cái điều đó ai cũng biết rồi, phải không ạ? Nhưng mà cái tên đầy đủ của aloe vera, tên khoa học, nó là alo, thuộc họ hành tỏi. Aloe vera có nguồn gốc ở châu Phi, chứ không phải là của châu Âu, mà cũng không phải của Việt Nam. Nó xuất hiện trên trái đất này cách đây khoảng hơn 3.000 năm. Không rõ là qua con đường nào mà cây nha đam này đã du nhập vào các nước châu Âu, châu Á, đặc biệt thấy ghi vào sách y học cổ truyền của Ai Cập, đã dùng trị bệnh ngoài da vào năm 550 trước công nguyên, tính ra là cách đây hơn 2.550 năm. Aloe vera, tức là cây lô hội, có hơn 360 loài khác nhau, cho nên quý vị đừng nghĩ rằng đây là một loại. Trong phạm vi cái chủ đề này, chúng tôi chỉ đề cập đến cây aloe vera thân mảnh và mềm, được trồng nhiều ở Việt Nam và hiện nay được trồng như một thứ cây cảnh tại nhiều gia đình người Việt sống ở Hoa Kỳ, Úc Châu và Canada. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, Đông y sĩ Cảnh Thiên nói rằng là cây nha đam, cây aloe vera mà người Việt Nam chúng ta thường nấu chè ăn cho mát đó, thì quả thật thưa thầy, Hưng Yên thừa nhận là thú nhận là Hưng Yên chưa từng ăn chè aloe vera, kính thưa quý vị, không biết nó ngon thế nào. Để tìm hiểu xem tại Houston có quán chè nào hay là có ai nấu món ăn đó để thử xem chè aloe vera nó như thế nào. Nhưng mà Hưng Yên được biết rằng nhiều người đã uống nước aloe vera và ngay cả một số công ty dược phẩm cũng sản xuất những loại nước uống chế từ cây aloe vera để mà bán cho nhiều người uống. Thì thưa thầy, phải chăng aloe vera sẽ có một cái thành phần hóa học rất là đặc biệt để mà có tác dụng tốt cho sức khỏe không, thưa thầy? Dạ vâng. Thì theo sách Bách khoa về dược thảo phổ thông của ba nhà nghiên cứu y học Hoa Kỳ là Robert McCaleb, Evelyn Lex và Krista Morin, cùng với sự tham gia của bác sĩ Andrew Wells, cho biết rằng trong cây nha đam có chứa một số thành phần sau đây là polysaccharides, anthraquinone, fatty acid, prostaglandin, salicylic acid, saponin, sterol, vitamin, mineral, amino acid và lectin. Đó là những thành phần chính ở trong cây aloe vera mà chúng ta đang dùng. Dạ vâng, kính thưa quý vị, hàng loạt những thành phần hóa học, những dược tính mà cây aloe vera mang trong mình, thì quả thực là nhiều thành phần hóa học như vậy, thì vấn đề dược lý của cây aloe vera có tác dụng thế nào trong công việc chữa bệnh, thưa thầy? Dạ vâng, nói về tác dụng dược lý của cái cây nha đam hay là aloe vera, thứ nhất là giúp sửa chữa phục hồi mô da khi bị tổn thương, cụ thể là trị bỏng da do tác động bởi ánh nắng mặt trời hoặc là bị bỏng do nước sôi, hay là bỏng xăng dầu, kể cả bỏng da do lạnh. Thật ra thì người Việt của chúng ta tuy rằng không có biết thành phần hóa học của nó, nhưng mà do cái tính chất gia truyền cũng như là chúng ta đã truyền khẩu cho nhau từ đời này qua đời khác, thì khi mà chúng ta bị bỏng, ông bà cụ hồi xưa đã dùng ngay, nếu có aloe vera ở nhà đó là chạy ra ngắt một bẹ aloe vera về, rọc nó ra, xong rồi đắp lên vết bỏng, trong vài ngày sau thì vết bỏng lành. Dạ vâng. Cái đó là cái kỳ diệu mà chúng ta tuy là không biết về cái thành phần hóa học nó, nhưng mà kinh nghiệm của Việt Nam quá thừa để biết cái vụ này, công dụng này rồi. Thứ hai là chữa lành vết thương do viêm da, cái này ông bà mình cũng biết luôn. Thứ ba là giúp làm dưỡng đường huyết ở trong bệnh tiểu đường, điều này thì chút lẽ chúng ta không biết, nhưng mà qua kinh nghiệm nấu chè ăn mà không có đường nữa thì thấy là đường huyết nó xuống. Cho nên các nhà y học cổ truyền, nhất là các thầy thuốc nam dược đó, họ thường họ dùng cái nhựa của aloe vera để mà trị tiểu đường.
Kính thưa quý vị, Đông Y Sĩ Cảnh Thiên có nói lúc nãy đó là cây nha đam không những mà chữa nhiều cái chứng bệnh nữa, trong đó có về da. Thì Hưng Yên nghe một số người nói, một số cô quý cô đó, thưa thầy, là dùng cây nha đam bôi lên da mặt có dưỡng da được không ạ? Trong cái những cái mỹ phẩm ngày hôm nay, rất là nhiều cái loại mỹ phẩm đã có trộn cái chất nhựa của aloe vera vô. Đây là cái trường hợp mà các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu rất là kỹ, nhìn ra được, biết được cái công dụng thực tế của nó qua nhiều cuộc nghiên cứu, phải nói là mấy chục năm qua rồi thì các nhà khoa học mới đồng ý để sử dụng cây nha đam vào vấn đề mỹ phẩm, Hương. Vấn đề mà trị mụn, nám da, điều này chắc chắn là quý vị đọc ở trong các cái loại mỹ phẩm đều thấy để cái chữ là aloe vera ở trong đó. Dạ vâng, thì cây nha đam còn có những cái tác dụng chữa bệnh nào trong một số nhóm bệnh nào nữa không thưa thầy? Dạ vâng, nói về vấn đề mà cây aloe vera nó còn giúp để làm giảm đau và chữa lành cái bệnh viêm loét dạ dày. Người ta ngày hôm nay còn lấy cái cây nhựa nha đam để mà chữa nhiễm trùng do nhiễm vi khuẩn HIV, tức là sinh ra cái bệnh SIDA đó. Đông y sĩ có nói tới vấn đề mà cây aloe vera có thể chữa được căn bệnh tiểu đường cũng như là viêm loét dạ dày. Thì hai chứng bệnh này thực sự là rất phổ biến, kính thưa quý vị, và rất khó chịu cho cái chứng mà tiểu đường cũng như viêm loét dạ dày. Thì xin thầy chia sẻ thêm về vấn đề này cho đồng hương chúng ta. Nói về bệnh tiểu đường và loét dạ dày thì qua nhiều cuộc nghiên cứu tiếp theo sau đó nhắm tới hai chứng bệnh nội thương là bệnh tiểu đường và viêm loét dạ dày tá tràng. Các nhà khoa học ghi nhận rằng chất nhựa trong cây nha đam có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu và giảm triglyceride là chất béo trong máu. Bởi vì khi nồng độ của nó lên cao bất thường thì bị coi là một trong những nhân tố gây ra bệnh tiểu đường. Với liều dùng mỗi ngày nửa muỗng canh chất nhựa lỏng của aloe vera trong vòng 4 đến 14 tuần lễ thì thấy đường huyết giảm một cách đáng kể. Tuy có một vài người tham gia cuộc thí nghiệm báo cáo cho biết là họ thỉnh thoảng bị chứng dập bẻ hoặc tiêu chảy do đường huyết hạ thấp xuống quá mức, nhưng mà sau khi ngưng uống thì trở lại bình thường. Như vậy nó không có độc tố mà chỉ có cái làm hạ đường huyết mà thôi. Còn một số nghiên cứu khác cũng chỉ rõ là chất nhựa cây nha đam có tính năng khử chất axit và chống viêm loét trong dạ dày. Các nhà khoa học chú ý đến tác dụng của cái chất emodin và aloemodin có trong cây nha đam đối với vi khuẩn nó ngày hôm nay chúng ta gọi là Helicobacter pylori, vốn là tác nhân gây ra bệnh viêm loét dạ dày. Họ công nhận rằng hai chất này có tác dụng chữa cơn đau dạ dày cấp tính, nhất là thành phần emodin có tính năng diệt khuẩn nhờ phá hỏng cấu trúc DNA của vi khuẩn đó, giúp chữa lành ổ loét, trong khi thành phần aloemodin thì ngăn chặn vi khuẩn không cho phát triển. Gần đây, nhựa cây nha đam được nhắm tới mục tiêu trị ung thư dạ dày và đường ruột, nhất là ở bên Trung Quốc ngày nay đã dùng aloe vera để chữa ung thư ruột già, ung thư dạ dày, thấy có kết quả khá cao. Dạ vâng, kính thưa quý vị, khi mà Hưng Yên nghe Đông Y Sĩ Cảnh Thiên nói về những tác dụng của cây aloe vera hay là cây nha đam đó, thì nghe cảm thấy rất là mê, bởi vì không hiểu sao mà cái cây này lại có khả năng chữa được nhiều căn bệnh, mà đặc biệt là có tác dụng trong vấn đề phòng chống cũng như điều trị bệnh ung thư, thì quả là kỳ diệu và có một cái tia sáng mới trong cái vấn đề y học, để mà có thể các nhà khoa học có thể tiếp tục nghiên cứu để có thể mà chữa được căn bệnh ung thư và nhiều căn bệnh khác từ cây nha đam. Nhưng mà thầy, lúc nãy đến giờ đó thì quả là nói chuyện nghiêng về Tây y hơn và vấn đề khoa học hơn là vấn đề bên Đông y, phải không ạ? Thì thưa thầy, cho vài điều Hưng Yên không biết rằng là quay lại một chút Đông y một tí đó, thì cây nha đam hay là cây aloe vera là nếu mà chữa cho da mát như vậy có phải là nó tính hàn hay là tính nóng thưa thầy? Dạ vâng. Nói về Đông y thì nhựa cây nha đam nó có vị đắng, tính hàn, nó đi vào bốn kinh là can, tỳ, vị và đại tràng. Nó có tác dụng sát trùng, làm mát gan, thanh nhiệt và chống táo bón. Nếu dùng liều nhỏ thì giúp tiêu hóa tốt, trừ chứng ăn chậm tiêu. Còn dùng liều cao thì gây sổ mạnh, nó trị chứng đau đầu dữ dội, mà đóng Tây y nó gọi là migraine headache. Nó có thể trị chứng xung huyết phổi và xung huyết ở các cơ quan nội tạng nữa. Tuy nhiên, phụ nữ có thai hoặc là bị sa trực tràng, mà mình gọi là sa ruột già đó, và trẻ con thì chớ có nên dùng cái nhựa cây nha đam. Bởi vì với liều lượng mà 8 gram mà cái chất nha đam chiết xuất từ nhựa cây đó thì có thể gây ngộ độc, cũng có thể gây chết người. Nhưng thường thường chúng ta không bao giờ dùng tới liều này. Thường thường chúng ta
dùng liều 2 gram cho đến 6 gram là nhiều. Cảm ơn Đông y sĩ Cảnh Thiên rất là nhiều, chia sẻ những cái kiến thức mà Hưng Yên cho rằng là rất là quý để mà chúng ta hiểu rõ thêm về cây nha đam hay là cây aloe vera. Thì kính thưa quý vị, tuy nhiên những cái cây này thì trong một số những công ty thương mại họ cũng có tận dụng để đưa ra một số những cái loại thuốc cũng như là dược phẩm cũng như mỹ phẩm để mà giúp đồng hương chúng ta cải thiện một số trục trặc trong sức khỏe cũng như làn da. Tuy nhiên không có nghĩa là sản phẩm nào từ cây nha đam, sản phẩm nào từ cây aloe vera cũng có thể giúp cho đồng hương chúng ta giải quyết được mọi trục trặc cả, mà cũng tùy thuộc vào cái sự hướng dẫn, tùy thuộc vào cái sự chất lượng đúng thực của cây nha đam. Và cây nha đam vẫn còn nhiều bí ẩn mà các nhà khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm tòi, và Hưng Yên mong rằng khi mà thầy có tiếp cận thêm những thông tin về cây nha đam, có những thông tin gì mới thì mong thầy chia sẻ thêm với khán giả của đài BGN TV cũng như SBCN Houston. Và chương trình Y học cổ truyền đến đây phải tạm dừng. Hưng Yên xin chào tạm biệt và hẹn quý vị trong chương trình lần tới.